Rồi, kênh Hoa Sứ Tây Ninh xin chào tất cả mấy anh chị em thân mến nha. Rồi, chúc một ngày mới an lành và hạnh phúc nha anh chị em. Bữa nay mình mới mua cây sứ kỳ duyên nè. Cây sứ kỳ duyên này mình mua 300k nè, để bữa nay mình khui nó ra cho mấy anh chị em mình xem cho vui luôn nha. Này mình đặt mua của người ta mà người ta giao cho mình 2-3 ngày rồi nè. Này mình để tới ở nhà mình chưa có khui ra nữa nè. Bữa nay ở nhà rảnh mình mới khui ra thử coi nó ở trong nó sẽ như thế nào nha mấy anh chị em. Sứ kỳ duyên. Và để giờ mình bắt đầu mình khui cái thùng cây sứ kỳ duyên ra nha mấy anh chị em. Rồi bắt đầu khui thùng sứ này ra nha mấy anh chị. Coi ở trong đây ta bỏ cái gì trong đây đây. Đây. Đó. Đây. Đó, đẹp không mấy anh chị em? Đó, bộ cũ của nó nè. Ủa nó cũng khủng ha. Ba trăm ca. Tại mình cũng thích chơi cái giống sứ kỳ duyên này, sao đi sứ kỳ duyên nó dễ chăm sóc hơn là mấy cái loài sứ ghép. Kỳ duyên nó dễ hơn. Nó mau phát triển nữa. Còn mấy sứ ghép nó lâu lắm, nó chậm phát triển lắm. Đấy, tàn nhánh nó cũng đẹp ha, đều không? Đều tàn nè. Cái tán của nó nè. Anh chị em thấy cái tán nó đều không? Để chút mình cũng xử lý, mình cắt bỏ nó một bớt một mớ đi để cho nó ra cái tàn khác đi. Đó, giờ tàn quá đẹp luôn. Ôi, mấy cái tàn này giờ để ghép bo là thôi hết sảy luôn nè anh chị em. Mấy tàn ghép bo đã luôn nè. Nó quay hết cái cây sứ cho mấy anh chị em xem luôn nè. Cứ ở nhà bây giờ thì không có chỗ trồng luôn, mà hả thấy cây sứ nào đẹp đó là mua vậy, cây sứ nào đẹp là mua. Ở nhà giờ sứ mình treo lóc nhóc luôn, không có chỗ trồng luôn nữa, mua riết thì hết tiền luôn. Thế mốt chắc đói bụng ra giờ mấy cây sứ này no khỏi ăn cơm nè. Thế mốt chắc phải tiện bớt một mớ em cho nó đi mới nhường chỗ cho mấy em mới rồi tới, chứ giờ nó hết chỗ ở rồi. Giờ tiến hành mình bắt đầu mình xử lý, mình rửa cho nó sạch hết cái lớp đất này nha mấy anh chị em. Mình rửa cho nó sạch hết nè. Mấy cái vết vết thương của nó nè, vết cắt nè, nguy hiểm lắm nè. Mấy cái vết này mà mình đem xuống mình trồng liền là nó ngấm nước vô cái chỗ này nè. Nó anh chị em, nó ngấm nước vô đây là thành ra nó thối cái rễ này liền. Thối là từ từ nó ăn luôn hết luôn nguyên cái củ luôn á. Tháng mưa này anh chị em cũng nên hạn chế mà mua mấy cây sứ nha. Mua sứ mình đừng có nên không nên mua mấy cây sứ nó nhỏ quá. Củ nó nhỏ quá thì nó rất là dễ bị thối luôn. Nếu mình muốn chơi thì mình lựa mấy cây sứ mà cái cũ cho nó có cái độ tuổi nó lớn rồi, đủ già rồi thì nó bảo đảm hơn. Chứ mấy cây sứ con về là bảo đảm nó dễ, rất là dễ thối luôn. Rồi, để giờ mình tiến hành mình rửa cho nó nha anh chị em. Rồi, mình sẽ rửa cho nó sạch hết cái lớp đất nữa. Anh chị em nào mà có mua sứ mà mấy cái cửa hàng ta bán á, mà ta mình mua nó luôn cái bầu đất á, mà mấy cái cửa hàng bán á nha, mình về mình đừng có tiếc á, cái phần đất đó mình cứ bỏ hết đi, bỏ hết cái lớp đất đó đi, mình trồng lại, mình lấy cái chất trồng của mình trồng lại, chứ mình không nên dùng cái lớp đất đó luôn. Chứ cái lớp đất đó thì nó chỉ tươi tốt được, nở bông được một thời gian đó à. Được cái đợt đầu đó là qua đợt sau bắt đầu cây nó từ từ nó sẽ suy, cái suy cây là không bao giờ nó ra bông nữa đâu. Mình cứ bỏ hết lớp đất đó đi, tại mấy cửa hàng ta dùng ba cái phân thuốc, ba cái thuốc kích thích là nó nhiều lắm. Bởi vì mình về mình cứ xử lý lại đi, mình bỏ hết lớp đất, mình thay lớp đất mới. Quá chừng rễ luôn. Hồi mình phải cắt bỏ bớt mới rễ.
Chắc mình bỏ bớt mấy cái rễ nhỏ nhỏ này đi, mấy cái rễ vòng vòng này nè, cho nó nhìn cho nó gọn lại, cho nó sạch sẽ lại. Quá chừng cái này giờ mình cắt nó chưa được đâu, mình để mình treo thời gian á, mình cắt cái nào được thôi, còn cái nào không được thì mình để nó đi, mình treo nó khoảng chừng 3-4 ngày gì đó, cái bắt đầu mình cắt lại một lần nữa, lúc đó cái mấy cái rễ của nó dẻo rồi á, mình sẽ dễ tách nó ra, mình dễ cắt hơn. Giờ thì cái nào mình cắt được thì mình cắt, còn cái nào không được thì mình cứ để đó, vài bữa mình cắt tiếp. Quá chừng rễ nhỏ luôn. Mình cái rễ này đu đây làm chi, không cần thiết, cắt bỏ đi. Cắt bỏ cái này hết đi. Cái cây này bồ tán nó đều nè mấy nha, bồ tàn nó thiệt đẹp luôn, tán tròn đều hết luôn nè. Mình thấy đẹp mới mua chứ, nhà mình kỳ duyên, giờ mười mấy 20 cây kỳ duyên treo lỏng nhỏng lên trước. Quá chật quá đất, giờ nó nhiều rễ quá. Này mình để vài bữa nữa cho nó héo lại, nó dễ, mình dễ cắt rễ rễ nó. Giờ thì cây nó cũng còn này, cứng quá mình chưa cắt được. Mấy cái rễ nào không cần thiết mình cứ cắt bỏ hết. Cắt xong vậy nè mấy anh em, mình cắt cái mình bỏ tàn bớt đi, cắt xả tàn xong cái nếu như mà mình làm có cái lúc mình làm mà có ánh nắng thì mình đem ra mình phơi nắng khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng đi, mình phơi cho nó 1-2 tiếng đi rồi mình đem vô mình treo lên. Mấy cái tháng mưa này anh chị em cứ treo vô bảo đảm đi, cứ treo cho nó hơn chứ trong vòng 10 ngày đi mình mới đầu trồng mình lợi, đừng có trồng sớm quá nha, trồng sớm quá mấy cái vết thương nó chưa lành nó rất là dễ thối luôn. Anh em cứ trồng từ từ để bình tĩnh, mình không có đứng nên nôn nóng làm gì, cứ treo cho nó lâu đi, 10 bữa nửa tháng vậy đi, cây sứ nó không có chết đâu, mình đừng sợ. Mình treo vậy đó trong vòng 3-4 ngày cái anh chị em mình có cái bình nước, mà bình nước 2 lít ha, bình 1 lít vậy đó, mình phun sương cho nó, phun sương cho nó, cho nó đừng bị mất nước này. Mình phun vậy đó, tới lúc trồng thì nó cũng dễ, nó mau phát triển, nó không bị mất nước cái củ sứ á. Rồi đầu mình tỉa bớt lá cho nó để mình coi cái bộ tán nó làm sao mình mới tỉa được. Ồ, bộ tán nó còn đẹp quá nè, quá đẹp luôn. Rồi. Cắt lại này mình sẽ cho nó cái cao cao chút đi cho nó đẹp. Cắt mình canh cho nó đều với nhau ấy. Mình đừng có để sâu le cái cây cục cây cao, mình canh cho nó sao cho nó cái tán nó tròn đều hết luôn. Cái nào không cần thiết thì nhánh nào không cần thiết thì mình bỏ đi. Mấy cái sứ này mấy anh chị em mình mua mấy cái sứ bự vậy nè, mấy sứ già thì nó bảo đảm nó không có, chứ nó không bị thối cũ. Mấy cái này tết đó, mình để dành tới tết á, mình làm bông cho nó ra bông chùm 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 đẹp lắm.
Đây. Màu tán của nó đẹp hơn anh chị. Đó. Tán của nó nè. Rồi, để mình kêu bây giờ cái này mưa bão quá không có nắng rồi, để mình đem ra trước mình treo nó lên nha anh chị em. Rồi sau khi mình xử lý tỉa rễ cho nó với lại xả tàn rồi cho nó xong, bây giờ mình đem ra đây mình treo nè. Có anh chị em mình mà thí dụ mà mình đang làm mà trời nắng á thì anh chị em đem ra mình phơi nắng cho nó khoảng tiếng mấy 2 tiếng đây nha. Phơi nắng cho nó diệt trùng á. Còn giờ mình làm giờ không có, lúc này nó đang mưa bão mà không có nắng nữa. Đó, giờ mình đem vô đây mình treo lên đây luôn, khỏi phơi nắng phơi sương gì hết, mình để khoảng 10 bữa sau mà mình bắt đầu mình trồng xuống. Rồi đó. Đó, thấy không anh nào, đây thì cả đống cái làng đây mà chưa trồng nữa nè, chưa có chỗ trồng nữa mà giờ còn phải mua thêm nữa nè, treo lỏng nhỏng vậy hết luôn đây mà. Một đống này nữa nè, này mấy sứ con không à. Rồi cảm ơn mấy anh chị em nhiều luôn nha. Chúc mấy anh chị em thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha mấy anh chị em. Hẹn gặp lại mấy anh chị em lần sau.